Thời gian gần đây tại thôn giữa xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm xảy ra vụ việc hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý nhưng đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Điều đáng nói, sự việc trên xảy ra, cấp chính quyền cơ sở đã phát hiện nhưng biện pháp ngăn chặn chỉ là trên giấy. Cụ thể, ngày 15 tháng 2 năm 2022, khi hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt bắt đầu triển khai xây dựng đóng cọc, đào bóng, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi công công trình đối với hợp tác xã về hành vi vi phạm xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Mặc dù đại diện hợp tác xã là ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc đã ký biên bản nhưng lại không chấp hành. Hiện công ty vẫn tiếp tục triển khai xây dựng khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được bản giao đất. Mình còn thiếu sót một cái giấy tờ nữa là giao đất. Phòng Tài nguyên Môi trường giải thích như thế, mình mới biết là mình còn thiếu sót cái vấn đề đấy. Chưa được giao đất, mình đã xây. Trước vi phạm trên, giữa tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo liên tục có 3 buổi làm việc với hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt. Trong đó, ngày 13 tháng 9, yêu cầu hợp tác xã báo cáo về việc thực hiện dự án và các văn bản liên quan, nhưng hợp tác xã không cung cấp được hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất của các cơ quan có thẩm quyền. Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Căn cứ các biên bản trên, ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt đối với 4 hành vi vi phạm, đó là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, quy định tại Nghị định 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo ban xã cũng như là cán bộ công chức chuyên môn cũng chưa tập trung cao giám sát cái việc mà chấp hành của hợp tác xã, cho nên để xảy ra sự việc là hợp tác xã sự việc tổ chức thi công, cho nên đến giờ phút này thì có những cái công trình nó cũng đã về cơ bản là gần như đang vào cái giai đoạn hoàn thiện. Để xảy ra cái sự việc này thì trách nhiệm của ủy ban xã chúng tôi cũng chưa chặt chẽ giám sát cái hoạt động của các tổ chức cá nhân xây dựng trên địa bàn xã. Anh em chúng tôi cũng đã ngồi với nhau và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này. Thì theo quy trình quy định thì lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thôi và xác định hành vi để báo cáo với cấp thẩm quyền, vì dự án Siêu Việt là đang trong quá trình tiếp nhận đầu tư thì yêu cầu hợp tác xã tạm dừng thi công và lập biên bản hiện trạng các cái vi phạm theo quy định. Dự án hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định chủ trương đầu tư tại quyết định số 93 ngày 6 tháng 11 năm 2019 trên tổng diện tích đất hơn 33.000 m². Đây là dự án được chấp thuận chủ trương cho phép hợp tác xã nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới thời gian qua được tỉnh Hưng Yên rất quan tâm, chú trọng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án phải đúng quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn quản lý.